Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng B của Honda. Đó chính là chiếc xe Honda City phiên bản CVT. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2018 một chủ từ đầu luôn ạ. Và chiếc xe đã lăn bánh được 3 vạn 8 km rồi, chuẩn 3 vạn 8 km full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn ạ. Và chiếc xe này là còn nguyên bản luôn, nguyên bản từ cái dàn lốp quý vị các bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh 3 vạn 8 thôi cho nên là cái dàn lốp nguyên bản theo xe còn là cái điều đương nhiên quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này màu trắng và hơn nữa chiếc xe này thì rất phù hợp cho anh em nào, nhất là những anh em mệnh thủy màu trắng này. Mệnh thủy màu trắng và sinh năm 83 thì cực kỳ là chuẩn luôn ạ. Vì chiếc xe này biển số là 1983. Đấy, biển số này là biển Hà Nội 1983 luôn quý vị bạn nhé. Đuôi phát tài lại có năm sinh 1983 và lại rất hợp mấy những anh em mệnh thủy màu trắng luôn. Đấy, chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, thì là hôm nay chúng tôi ra làm video quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Và chiếc xe này là còn nguyên bản hết, chúng tôi chưa có làm gì cả, vì là chỉ có rửa thôi, chưa có dọn dẹp gì cả đâu ạ. Còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Và cái nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Đây quý vị và bạn nhìn thì quý vị và bạn cũng đã biết được. Chiếc xe mới sản xuất năm 2018, đăng ký năm 2018 và mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi. 3 vạn 8 thì quý vị và bạn thấy là rất là đẹp luôn. Đây quý vị và bạn này, cái nước sơn còn rất là đẹp luôn đây quý vị và bạn nhé. Và chiếc xe này là cái phiên bản CVT, nó chỉ thiếu đồ hơn so với phiên bản top, đó là ghế da và điều hòa tự động thôi. Đấy, chứ còn vành là giống y như bản top rồi. Đấy, la răng này giống y như bản top luôn. Và đây là cái dàn lốp nguyên bản theo xe đây quý vị các bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh có 3 vạn 8 thôi. Đấy, 3 vạn 8 thôi này. Và sản xuất năm 2018, cái đế lốp cũng là năm 2018 luôn đây. Quý vị các bạn thấy không? Đế lốp là năm 2018 này. Tuần thứ 19 năm 2018 đấy. Cả cái dàn lốp này còn nguyên hết đấy, còn nguyên và còn rất là dày đấy quý vị bạn thấy nhá, rất là dày luôn đây này. Đét lốp năm 2018 đấy, dàn lốp còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Xe rất là đẹp, rất là mới luôn ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Đấy, dàn lốp này rất là dày, rất là mới luôn. Đấy, cả một cái dàn lốp còn đều, còn đẹp như thế này đây. Đét lốp là 2018 hết luôn quý vị các bạn nhé. Và còn rất là dày đây này. Sản xuất năm 2018. Và đặc biệt thì tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn, như chiếc xe này là chủ xe rất là cẩn thận. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận quý vị các bạn thấy đây ạ. Chủ xe đã dán cả bảo vệ đèn này, vừa trang trí vừa là để bảo vệ này. Đấy, cái bộ này là dán đèn này. Dán tay cửa này. Đấy, cả bộ tay cửa luôn này. Vè mưa này. Đây là vừa để dán trang trí nhá, vừa là để bảo vệ chống xước này. Đấy, tay cửa này. Nắp bình xăng này. Rồi những cái mép cửa này đều dán để chống va đập bên này. Đấy. Quý vị các bạn thấy được là chủ xe rất là cẩn thận không ạ? Đấy. Cái đèn sau cũng đã được dán hết rồi này. Đèn sau cũng dán bảo vệ hết luôn. Và hơn nữa là quý vị các bạn thấy đây ạ. Đây là tay nắm cửa nhá. Hơn nữa là quý vị các bạn thấy chủ xe còn dán cả bên trong luôn này. Cả bốn cái táp bi này. Cả bốn cái táp bi này đều được dán bảo vệ nhé. Đấy, chống xước này này. Cho nên rất là mới. Nếu như quý vị và các bạn nào mà không thích thì bóc cái này ra. Đấy. Là ok luôn. Cả bốn cánh cửa đều dán như vậy hết đấy. Đấy, điều này chứng tỏ là cho ta thấy được là chủ xe rất là cẩn thận. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ start top rồi nhá, full đồ hết rồi quý vị bạn ạ. À, tôi cũng vừa nói, giới thiệu cho quý vị bạn là nó thiếu so với cái bản top, tức là ghế da. Thì chiếc xe này là nguyên bản của nó chỉ có ghế nỉ thôi, nhưng mà chủ xe cũng đã làm lên ghế da rồi. Đấy, khóa thông minh, đề nổ, thiếu so với bản top, đó là điều hòa tự động ạ. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài, tức là cái phần thân vỏ của chiếc xe thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Nước sơn rất là đẹp. Đấy, nước sơn rất là đẹp, chưa có sơn nhiều, tức là sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều.
Và chúng tôi cũng đã cam kết, có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn. Thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản, cho nên quý vị các bạn có thể yên tâm về cái phần đâm đụng hay là va chạm nhé. Đấy, tức là cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây, đầu tiên là chúng ta mở cái cánh cửa bên lái này ra. Cánh cửa này là cũng là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa cánh cửa đây. Đấy. Và chủ xe thì rất là cẩn thận này, từ những cái ốp cánh cửa này đều dán hết cả rồi. Đấy. Và đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa trước bên lái này nhé. Đấy, đây keo chỉ bên này là nó có cả như chiếc xe này, CT này là nó có để lộ cả cái phần keo trên mép này này. Đấy. Những chiếc xe khác là cái này nó là cái gioăng cho nên không nhìn rõ. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cho nên là keo chỉ còn nguyên bản hết đấy. Cái keo phần bên dưới này thì đã có gioăng. Chắc chắn với quý vị và các bạn một điều là keo chỉ còn nguyên bản và còn rất là mới đấy ạ. Đấy, đây là những cái phần mà chủ xe này rất là cẩn thận đã dán thêm này. Đấy, dán thêm ở trong xước đây nhé. Chứ cái chỗ này là bốn cánh cửa này đều rất hay xước mà chủ xe mua xong cái là đã dán rồi, cho nên bóc ra là rất là mới. Đấy, kể cả những cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này cũng đã được dán rồi, cho nên là quý vị và các bạn thấy là chủ xe rất là cẩn thận và giữ gìn này. Rồi đến những cái bậc cửa này, đến những cái bậc cửa này cũng đã được chủ xe dán lại này, rất là đẹp luôn. Đấy. Và chiếc xe được sản xuất năm 2018 quý vị các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018. Đấy, phiên bản 1.5 CVT. Đấy, phiên bản 1.5 CVT quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất thì đã được chủ xe lên bộ ghế da rồi. Đấy. Và đặc biệt thì quý vị và các bạn thấy được là những chiếc xe, cái ưu điểm ở chiếc xe Honda City này, nó cùng phân khúc với những chiếc xe Vios, nhưng chiếc xe này đi thì máy móc thì cực kỳ là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu luôn quý vị và nhé. Gương chiếu hậu gập điện rồi này, cảm biến lùi này, điều khiển âm thanh trên vô lăng này, cruise control này, option là đầy đủ cả rồi, không còn thiếu cái gì nữa. Đấy. Và đây quý vị các bạn thấy cái ưu điểm của chiếc xe Honda City này là nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn nhé. Cho nên chính vì tiết kiệm nhiên liệu cho nên là rất nhiều người đã mua chiếc xe này về để chạy dịch vụ đấy ạ. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết là không chạy dịch vụ đâu ạ. Chỉ 6,1 lít cho 100 km trên quãng đường kết hợp và 7,97 lít cho 100 km trong đô thị. Còn nếu như chạy ở ngoài đô thị, tức là chạy ở đường trường ấy, nó chỉ rơi vào tầm 5 lít thôi quý vị bạn nhé. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chính vì vậy cho nên là rất nhiều người đã sử dụng chiếc xe này để chạy dịch vụ, đặc biệt là trong Sài Gòn. Trong dân trong Sài Gòn thì phần lớn là những chiếc xe này để chạy dịch vụ. Ở ngoài Hà Nội mình thì là Vios, nhưng trong Sài Gòn là Honda City đấy quý vị các bạn nhé. Đấy. Và đây là táp bi cửa, đây là chiếc táp bi cửa sau bên lái này, cũng như keo chỉ này, cũng giống như cái táp bi cửa trước, keo chỉ còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy. Đây là cái gioăng này là chủ xe dán thêm này, cái gioăng này thôi. Đấy, chiếc keo chỉ còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Đấy. Dán thêm cả những cái này để chống xước đấy ạ. Đấy, bên dưới này phải nói là chủ xe này rất là cẩn thận đấy ạ. Bậc cửa này cũng đã dán này, phần nội thất đằng sau này, ghế da này rất là đẹp. Đấy. Và cái phiên bản này ở Honda City thì đã có cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, đây là cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau quý vị và bạn nhé. Nhiều xe 5 chỗ sedan là không có cái phần cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau đâu, nhưng chiếc xe City này lại có rồi. Đấy. Và nội thất thì rất là đẹp đây quý vị và bạn xem, từ những cái phần trần này cho đến những cái phần ghế da này đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và bạn nhé. Chủ xe đi lại ít mà lại giữ gìn cho nên nó rất là mới đấy ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào phần trong xe để xem về cái phần táp lô, táp bi cũng như là cái phần option. Đầu tiên là tôi cho quý vị và bạn xem về cái đồng hồ công tơ mét đây. Đồng hồ công tơ mét này là chuẩn công tơ mét luôn quý vị và bạn nhé. 3 vạn 8 km kia kìa, chiếc xe đã lăn bánh được 3 vạn 8. Đấy. Quý vị và bạn nhìn công tơ mét thì quý vị các bạn phải xem dàn lốp nó còn hay không. Nếu chạy ở cái mức độ hơn 3 vạn thì dàn lốp nó còn phải rất là đẹp đấy. Tôi vừa nói cho quý vị và bạn xem cái dàn lốp còn rất là mới, rất là dày. Cái thứ hai là vô lăng, quý vị bạn nhìn cái vô lăng này xem cái độ mòn nó có không. Đấy. Nếu như chạy nhiều thì cái vô lăng này nó sẽ mòn, nó sẽ bóng. Đấy.
còn rất là đẹp, cái vô lăng này thì còn rất là đẹp. Xong đó là đến cần số này, cần số cũng rất là mới này. Tôi quay ở cái chỗ này là nó hơi ánh sáng, nó hơi bóng một chút thôi, chứ là nhìn cái cần số này rất là đẹp đấy ở cái góc quay. Lát nữa tôi đứng ngoài tôi quay vào thì nhìn thì nó đẹp hơn ạ. Vì là tôi đang quay ở trên này cho nên nhìn là cái ánh sáng là nó bóng chứ không phải là bóng đâu nha, nó rất là mới đấy. Tôi phải quay xa ra thì nhìn cái cần số nó mới thật. Quay sát lại là do ánh sáng nó làm cho bóng cần số, chứ còn cần số rất là mới đấy. Cả cái tay phanh đây, quý vị các bạn thấy đây này, cái tay phanh quay ở cái góc này là nó không lộ ánh sáng cho nên là cái tay phanh nhìn rất là đẹp đấy. Cần số này rất là đẹp luôn đấy. Và đề nổ start top, đây là cái start top mà chủ xe đã dán cả vào luôn này, bóc ra là mới tinh, chưa có xước sát gì đâu đấy. Chủ xe này rất là cẩn thận giữ gìn. Và vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển luôn quý vị bạn nhé. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, có cả cruise control này, BIOS chưa đã có được đâu mà chiếc xe Honda City này lại có rồi đấy. Nó cái điểm hay, nếu như chạy đường trường thì mới thấy được là cái cruise control này nó phát huy tác dụng, phải nói là rất là đẹp. Rất đẹp và đều xe quý vị và các bạn nhé. Đây, ốc bản lề cánh cửa đây quý vị và các bạn này, nó còn nguyên đây này. Đấy, ốc bản lề còn nguyên, chấm sơn, chưa có tháo, chưa có làm cái gì cả. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cốp này ra, giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần cốp nhé, xem có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì không nhé. Đấy, đầu tiên là cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cốp này. Ốc cốp này cũng còn nguyên bản hết này, đến phần những phần keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản này, ốc cốp còn nguyên bản này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau. Đấy, đây là những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của chiếc xe đấy. Còn đây là cái giải đèn LED ở cốp mà chủ xe lắp thêm đấy. Tôi cũng chưa sử dụng cái này đâu, nhưng mà đây là cái LED này. Đây, cốp rất là sạch sẽ. Nếu như chạy dịch vụ thì hay để hành lý của khách, nó sẽ làm cho cái cốp nó xước sát, nó xấu đi rất là nhiều. Nhưng chiếc xe này không chạy dịch vụ thì là cái cốp này còn rất là đẹp. Đấy, lớp sơ cua. À, đây là cái phần dưới nhá, rất là quan trọng đây quý vị các bạn này. Cái lớp sơ cua thì cũng đã dùng rồi, chủ xe cũng đã dùng rồi. Nhưng mà tôi quay chi tiết ở dưới này cho quý vị các bạn thấy được. Nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì thì chúng ta nhìn ở những cái phần này là chúng ta có thể thấy được luôn này. Đấy, đâm đụng hay là va chạm từ phía sau chúng ta có thể thấy được luôn này. Đấy, rất là mới luôn, chưa có gì xét gì cả đâu. Đấy, xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ cả rồi. Camera lùi, cảm biến lùi có hết cả rồi nhé. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị các bạn này. Táp bi cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên luôn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên. Và cái phần này thì chủ xe dán chống ồn, nó đè lên keo chỉ rồi nhé. Đây này, cái phần này là chủ xe dán chống ồn đè lên keo chỉ, nhưng tôi cũng cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản hết, lại chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Rất là đẹp, táp bi rất là mới này, chưa có xước sát gì cả. Bên dưới này lại được dán bảo vệ rồi. Đấy, bên dưới này dán bảo vệ, nếu chúng ta không thích thì chúng ta có thể bóc ra thôi, dán bằng cái dính thôi, cho nên là rất đơn giản. Ốc bản lề đây, ốc bản lề cũng còn nguyên, còn nguyên chấm sơn của nhà sản xuất này, nguyên bản hết đấy ạ, và rất là đẹp. Và đây là chiếc táp bi cửa, cánh cửa trước bên phụ đây ạ, cũng được bấm tay mở cửa này, khóa thông minh. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn này. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn, chưa có một con ốc bản lề nào tháo ra, kể cả bốn cánh cửa hay là cúp sau, nguyên bản hết đấy. Keo chỉ còn nguyên hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đây, keo ở cái phần bên dưới này còn nguyên hết này. À, phần trên này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, chưa có bị mất một phân keo chỉ nào đây. Tôi quay ở cái góc này thì quý vị các bạn nhìn cái cần số mới thấy được rõ là rất là đẹp này, nó không bị bóng ánh sáng. Đấy, nó không bị ngược ánh sáng, cho nên là nhìn ở cái góc này nhìn sẽ thấy được là cái cần số rất là đẹp luôn đấy, rất là mới. Táp lô, táp bi rất là đẹp.
ốc bản lề này, ốc khóa này còn nguyên hết luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó chính là cái phần động cơ của chiếc xe. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City 2018 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít iVTEC đấy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu quý vị và các bạn nhé. Chỉ 5 lít cho 100km nếu chạy ở đường trường đấy, rất là đẹp luôn. Và điều mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ, là đó chính là chiếc xe này nó còn nguyên bản hết ạ. Mặc dù chúng tôi vừa mới mua về chiều hôm qua, chưa có dọn dẹp gì đâu nhé, vẫn còn bẩn đây này đấy, nhưng mà rất là đẹp này. Quý vị và các bạn nhìn thấy từ những cái ốc chân máy này, từ những cái ốc chân máy này nó còn nguyên vạch sơn này. Đấy, chưa có một cái vết tháo nào trên cái ốc mặt máy này. Đấy, đến những cái ốc mặt máy này quý vị các bạn nhé, còn nguyên bản hết đấy. Đấy, cho nên là quý vị các bạn thấy này, từ ốc chân máy này, ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp như thế này đấy quý vị các bạn thấy chưa. Tất cả những chiếc ốc của Honda thì thường là riêng hãng Honda là hay chấm sơn đánh dấu của những cái ốc này. Đấy, ốc bảy màu gọi là ốc bảy màu đấy. Đấy, cho nên là nếu như bị tháo ra rồi thì nó sẽ mất vết và nó sẽ xước. Riêng cái động cơ này là nó còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, thứ hai là không bị ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Mặc dù chúng tôi mới mua về buổi chiều hôm qua, chưa có kịp dọn dẹp gì cả, chỉ mới rửa qua đây một chút thôi, cho nên là nó đẹp lắm đấy quý vị và bạn ạ. Rất là mới đấy ạ. Cái động cơ này mà chúng tôi đem dọn dẹp đi mà cho ra thợ chuyên nghiệp họ dọn đi thì xong thì như mới ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và đây là cái ốc bản lề của chiếc xe đây quý vị các bạn nhé. Ốc ốc cabo đây, tức là ốc cabo. Đấy, ốc cabo này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn này. Đấy. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn nguyên bản hết đấy. Đấy. Từ ốc cabo nguyên bản này cho nên keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị ngập nước, chưa va quẹt gì cả, cho nên nó còn đẹp như này đấy ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe Honda City 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City 2018 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, mức chạy 3,8 nè. Và thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này thì chủ xe cũng rất là cẩn thận nha, mua bảo hiểm thân vỏ đầy đủ, vẫn còn 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì cũng đã được hưởng cả cái bảo hiểm thân vỏ mà vẫn còn. Hơn nữa là biển xe thì rất là đẹp, biển Hà Nội, biển 1983, cực đẹp. Và giá chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 499 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 499 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn sở hữu ngay một chiếc xe đẹp, biển đẹp, bảo hiểm lại còn dài. Và hơn nữa là chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vẫn có thể vay tối đa đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất thì cực kỳ ưu đãi. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.